suốt ngày mà mặc cái quần dài đi biển vô. Cái tôi mới thấy, ủa ta la lên, cái tôi nói sao mà thằng này, sao chú Tư này sao nằm đây cho nín thinh như trời. Tới chừng đỡ lên là môi miệng gì là sôi bột sôi mồm hết trơn à. Chở đi bệnh viện mà không có tiền. Tai biến lâu chưa cô? Tai biến năm nay nó là 4-5 năm rồi. Có vợ con gì không? Có vợ, vợ thâu bỏ vợ thâu. Và cổ điện mà ngay cả nó còn ghim điện mà nó còn có khi nó nổ, nó cháy. Ghim điện mà nó còn nó cháy đó, bể đó. Bể ra luôn thấy không? Mà nước mưa mà. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với anh Mộc Đồng vẫn đang có mặt tại một cái xóm lưới ngay tại Hòn Đá Bạc thuộc huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Như cô bác quý anh chị đã biết rồi đó, thì hiện nay thì tình hình thủy hải sản của Việt Nam cũng khá là cạn kiệt và người dân bám biển thì cũng ít đi. Một số ngư dân thì lại bỏ nghề biển đi làm công nhân ở Bình Dương hay là ở Sài Gòn. Và hiện nay làn sóng thất nghiệp ở những cái khu công nghiệp cũng khá là lớn với tình hình nhân sự giảm đi. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị một bức tranh tổng thể về những người mà đã từng gắn bó với nghề biển, những người mà đã sinh sống với lại cái nghề đánh bắt. Và ngồi kế bên Bùi Hồ đây là cô Đầm. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi cô Đầm? 61. Cô ơi thì hiện nay trước đây cô làm cái công việc gì? Đúng, đi làm mướn rồi bệnh lên máu đó chú, rồi đi không lên máu thì ở nhà uống thuốc, còn nằm đó rồi ối mửa. Yeah. Rồi mua thuốc uống, rồi con hay được thì nó chở đi. Yeah. Còn hay không được thì ông chồng cũng không có, mà không có ra tiền, ông già còn hơn tôi nữa. Thì ông ai mướn gì, ông bằng bập bẹ vậy đó, gỡ lưới ghẹ, ngày gỡ đâu ai, ba cục, ba ông cục gì đó. Cũng như cái bà ba đó vậy đó. Ngày thu nhập của mình là được bao nhiêu tiền cô Đậm? Ngày đâu có 150-200 mà chú. Vậy hả? Dạ, yeah. Khổ lắm, ở đây chứ số này là, ở trong này khu vực này là số này là nghèo nhất, còn chú thấy không, dài dài đó. Cũng ổn hơn đúng không? Dạ đỡ hơn cái ta. Trước đây là cô làm nghề lưới ghẹ hả? Ừ, mà đi gỡ mướn cho người ta. Gỡ lưới mướn. Dạ, mướn. Gỡ cái mà cái tay của cô. Tay nè, nước nó bấy cho nó đâm. Bị cong lại luôn đúng không? Ấy co lại luôn. Đó, co lại luôn. Bây giờ thì tình hình bây giờ ta kêu đánh đi bắt sao giờ. Cô? Giờ là đi giờ không có tiền nữa, giờ ổng đi mà không được, tay chân ổng đi trộn hộ cho người ta, ngày được 100-150 gì đó rồi tay chân chảy máu chảy mũ chứ. Dạ. Ổng đi lội đi giăng lưới câu đồ kiếm dạ. Cá gì cho vợ con ăn. Cái nhà của cô cũng khá là tạm bợ và đối diện nhà cô Đầm cũng là một cái hoàn cảnh cũng dạ. Là nghề đi biển và dạ, hiện nay hoàn cảnh nhà bị dạ. Tai biến nè. Dạ. Qua đây đi cô Đầm. Dạ. Nè anh này là sao cô? Cái chú này là sao? Thằng này cũng tai biến nè, nó nằm vậy đó rồi nó đi nó lết đi xe lăn đó. Ừ. Rồi nó ngồi một chỗ vậy đó, nó nằm một chỗ vậy đó. À. Trước đây là cũng đi đánh bắt biển luôn. Cũng đi biển rồi đó. Rồi cũng đánh bắt ở trên tàu chung với bạn thuyền chúng hả? Ừ. Nè chú vô, chú bước coi vô coi cái nhà này nó gắt te tua chân. Có khi có cho bên đây là nó còn nó có khi nó giọt nó ướt nhẹp luôn đó, các chú thấy không đó. Nó cái cảnh đó đó. Chú này năm nay bao nhiêu rồi? 50 hả? Nhiêu? Không biết. Bốn mấy? Nhiêu? Không biết gì chứ. Không biết. Không biết. Nói không biết. Xin đặng trời ấy đó gắn đó, chứ không phải nó xin tiền. Cũng như ý là chú đưa cái cục đó đó là đưa gắn. Rồi đây là ngồi chú chỗ chú ngủ hả? Chỗ ngủ đó rồi lết xuống đây nè rồi ấy. Hôm đó nằm để bù giặt đó đó, rồi y bà bệnh cái nó bị mà là bị tai biến hả? Lăn xuống đây mà mặc cái quần dài đi biển vô. Cái tôi mới thấy, ủa ta la lên, cái tôi nói sao mà thằng này, sao chú Tư này sao nằm đây cho nín thinh như trời. Tới chừng đỡ lên là môi miệng gì là sôi bột sôi mồm hết trơn à. Chở đi bệnh viện mà không có tiền. Tai biến lâu chưa cô? Tai biến năm nay nó là 4-5 năm rồi. Có vợ con gì không? Có vợ, vợ thâu bỏ, vợ thôi. Có con không? Có luôn. Rồi con đâu? Con nó đi mằng hết trơn, nó đi mằng ở Bình Dương nữa trơn. Rồi ở đây rồi mình. Thằng em này nuôi thằng anh. Người ta cho gạo rồi cung cấp đường mì sữa gì cũng có. Có nghĩa là nấu ăn là cái anh kế bên. Nấu ở bên đó kế ở bên rồi cái để trong mâm nó bưng lại. Ở đây tắm rửa của chú đó tắm rửa là mình lên tắm này ngồi đó tắm lết ở đó rồi đi cầu đi ỉa gì cũng đó đó. Dạ ông nó thằng béo không nói chuyện ngoài kia à. Dạ tắm rửa tắm rửa là sao cô? Tắm rửa ngồi đó tắm đó, tắm mày mặc đồ vô đồ dắt đây nè. Ngồi đây tắm hả? Ngồi đó tắm đó rồi đi cầu đi đó đâu luôn đó. Chứ đi ở đâu hả? Đi bên đấy hả? Đi chỗ này nè, đi đâu chỗ đó đó rồi ngồi đó đó rồi đi rồi mà nước đó mà y giặt. Rồi ở đây mưa sao tắm? Mưa đây thì chừng nào mà không mưa thì tắm. Còn mưa thì nghỉ tắm, đợi cho nắng lên tắm. Cái này mà tắm mà mưa mà cái này cái nó gớt đó. Bởi vì nó sập vậy đó nhà anh em. Gãy à? Gãy à? Nó gớt chắc nó sập luôn cái nhà này luôn á. Hồi đó y còn tay chân y cắt ên
Dạ. Nhưng mà con muốn hỏi là ngày xưa là chú đó đi biển bao nhiêu năm? Đi mới đi cũng có dần dội dòng cái dòng lại chừng năm à. Vậy hả? Ừ. Ở nhà đó thì câu cá lóc đồ rồi nấu cơm nấu nước cho anh ăn. Ừ. Rồi người ta cho gạo đồ đó thì thằng đó nó giữ bên đó đó. Ừ. Rồi sao mình ở chỗ này thấp quá mình không chọn chỗ nào mình nói. Trời ơi không có nền chú ơi. Anh ở chú. Chú này ở mình nên đó hả? Ừ, ban đêm ngủ mình nên. Chú là anh đó hả? Ừ. Thằng này là em, thằng này là anh. Bấm đi anh. Nhỏ có gia đình tư riêng à. Dạ vô đây đi chú. Vô nhưng mà là chú này là mỗi người anh em thì mỗi người cũng có gia mày đình. Mày nói nhiêu tuổi rồi chú Năm? Hỏi là mới có bốn mấy tuổi à? 54 tuổi. 54 hả? 55 tuổi. 55 à. Là chú nấu cho cơm cho chú này ăn. Ừ, bỏ vô bưng rồi nấu rồi cái bỏ vô mâm á. Rồi bưng qua. Ừ. Anh ngày em ăn gì thì anh ăn nấy gì đó. Cái nhà ngôi nhà này là không có tiền sửa lại luôn. Không có tiền bạc gì trơn ở đây chú thấy không có tiền nhà tôi rồi đó cũng không có tiền bạc nữa. Người này người kia mua được cái nhà của người ta được 2 triệu bạc. Con của chú này là bao nhiêu tuổi rồi? Con là hai mấy 30. Nó có chồng rồi trơn rồi, có chồng có vợ rồi hả chứ. Có về thăm chú không? Có về một hai lần. Có về một hai lần rồi bỏ luôn tới giờ. Nghèo không à. Ê năm nay không có về hả? Có về không? Con có về không? Không hả? Không. Gật đầu nó không nữa. Lết lết vậy đó rồi là leo lên võng ngồi ên. Rồi hàng ngày là chú bao bọc nấu ăn nấu uống còn tắm rửa là tự túc. Tắm rửa thì tự tắm ên. Tắm ên. Dạ. Hồi đó đó là tắm đâu được đâu đi được đâu đâu được đâu rồi có người ta tắm. Tắm giùm á. Tắm giùm mặc quần áo đồ này kia rồi bây giờ tắm ên tắm đi. Chú làm công việc gì nè, để nuôi anh của mình. Dở lên đây. Có tay nè. Dở dở lên cà cung ngon cà cung không được hả? Đau hả? Còn thuốc không? Đâu đi được. Còn thuốc có không? Nhà được vậy hả? Đâu có ai nấu cơm nấu nước đâu ăn mà đi. Chú có vợ không? Không luôn. Không vợ luôn hả? Nó có hồi đó tới vợ thanh niên mà. Không vợ con vậy chứ. Có thằng này con. Không có con luôn hả? Không. Nên ở vậy là nuôi anh mình luôn. Ồ thấy tình nghĩa anh em phải nói ấy bảo bọc nhau. À, cứ đi câu cá này kia để nuôi. Câu cá đồ dân lưới rồi cho con cái rồi cho con em út đồ ăn. Bây giờ sao mình không đem anh mình qua ở chung luôn? Không ở chung được bởi vì tư duyên hết rồi. Bây giờ đem về chung là đem cũng được. Ừ. Có cho ăn thì được ha. Ừ. Nấu đồ cho ăn. Nấu ăn thì cái gì thì tại vì chú này còn vợ con nữa đúng không? Mà vợ thì thôi rồi. Thôi rồi đâu có con thì cũng lâu lâu mới có thăm lần. Con thì ở lan chó ngoại thôi băng. Lan chó ngoại băng thôi. Nên là nữ là ba mẹ thì cho ra cái cái là nữ là thương anh mình thì mình nấu cho anh mình ăn. Vì khi ông bệnh tôi thấy tôi bỏ không đành thành đóng cửa lại buộc tôi phải ở lại thôi, đúng ra tôi cũng đi rồi. Ừ. Chứ ở đây thì cũng đâu có làm nghề gì sinh sống đúng không? Anh Hồng thấy sao? Thấy những cái hoàn cảnh rất là xót. Ở đây là thấy là ý gì với trời lắm. Nhà người ta mới vô được miếng tôn lợp cái đó lại chứ lợp lại miếng tôn này là người ta mới cho hả? Miếng tôn trồng đó đó. Nó là miếng này nè. Miếng tôn cũ nè hả? Ừ. Sập hết trơn rồi. Nó sập ấy hết trơn, nó gớt hết trơn. Cái giọt không còn chỗ nào á. Ở đây là có cái giường này thôi. Ở đây là cái bữa hổm ở bên đây nè, bộ giường bên đây nè, giọt rồi cái là ông chồng tôi với mấy thằng này nè, đồ này kia anh em đổ khiêng qua đây nè. Ở đây là cái vùng này là cái vùng ngay chỗ đầu sóng ngọn gió. Ừ. Đầu sóng ngọn gió luôn nên là thử là gió là ở đây là bao nhiêu gió từ biển vô thổi vô là bao nhiêu đây hướng chịu hết. Rồi có bao giờ mình sợ ngôi nhà này sập không? Sợ chứ. Trời ơi dây rồi cũng kìm dữ lắm chú ơi, nước nó lên dữ trời lắm. Luồn nước lên đó là phải dời. Lên là lội chủm chủm luôn, chú vớt đồ không kịp luôn á. Vớt lên rồi anh giặt. Lên ngập cái giường luôn. Bỏ qua vớt bên đây giường bên đây. Ở đây chứ nó khổ lắm, ở trên đô vòng vòng ngoài chợ nẵng người ta khó ấy chứ còn đây là nó khổ lắm. Ừ. Ra có bao giờ mình nghĩ rằng mình sửa trên này lại không? Có tiền thì có tiền cái nhà lại đó, chứ không thì có tiền thì sửa được. Mà ngặt không tiền nó chứ có tiền thì sửa được. Biết sập giờ nào? Cây này thì chuẩn bị sập mà tính kiếm cái cây kè vô mà giờ chưa có cây. Cái cây ngoài sau lưng anh một đồng kìa. Anh quay cho cô bác của chị xem. Thì cái cây đó bây giờ chú cưa em, lấy cây cưa nó thiệt nghe một đồng nha. Con nho nhà rất là nguy hiểm nha một đồng. Tại vì điện mà nó chằng chịt như vậy và cổ điện mà ngay cả nó còn ghim điện mà nó còn có khi nó nổ nó cháy ghim điện mà nó còn nó cháy đó bể đó bể ra luôn thấy không. Mà nước mưa mà rớt xuống chỗ đó thì nó nguy hiểm sao. Trời
căng nhất là cây cột đó, nó sắp chặt, sắp gãy. Mà trong khi là chú lại bị tai biến nữa, đâu không phải như người bình thường mình găm sao, tài tay rung rung sao? Găm tay đây, còn có khi lết găm, còn có khi tôi hay được, tôi qua tôi găm giùm. Cái cây cột nó sắp sập luôn kìa. Lết găm, nó mục hết rồi. Mục hết rồi. Bây giờ đọc con cái là ông cứ mò, ông găm điện riêng. Mò găm riêng. Tôi đang bức bình, tôi đang tính cắt điện dời đi hết. Cắt điện găm đi, tôi có bà mẹ có ngày để chết luôn á, rồi nước nôi nào này kia. Mà mò lên găm, ghim, găm, bò lên đó găm. Bây giờ chỉ có nước là nhà này mà sửa lại thì bên nhà nước cho không? Cho. Có tiền sửa lại tiền chế được không? Không cho nhà tiền chế không cho đâu. Chỉ là sửa lại sơ sơ thôi. Sửa lại sơ sơ cũng như cột cây gì đây là sửa sơ sơ người ta cho mà sửa từng. Như là thí dụ mình chấp giá lại này nọ cũng như là chủ yếu là còn cái ni mình làm lại thì rồi được. Cây nào gãy mình thay. Nhà tiền chế làm cho. Ở đây thì bây giờ mình mới thấu hiểu cái nghèo hành động ha, càng thấu hiểu hơn. Có những nhà thì người ta khổ nhưng mà người ta vẫn còn cái mái ấm, muốn cháu còn được cái nhà. Còn bây giờ đối với hoàn cảnh của chú con bây giờ mà nó ngập con nước lên rồi nó khóc, nó ngập, nó khóc cháu ngoại thì khóc lâu ngồi nó khóc mình mẩy nó lội chủng chủng lội gà lội đó đứng đó. Mà bây giờ mới làm lộ đây chứ hồi đó lộ lộ đất nó thấp chủng luôn, nó muốn tràn lên qua tràn qua lộ đó luôn đó. Hồi đó đó mới là năm rồi đó. Đẩy cho cô bác anh chị nhìn rõ cái tổng thể về một cái bức tranh của một xóm lưới á. Bây giờ thì cuộc sống khổ ở đây là nước lên là cứu trợ cho gạo cho thóc này, công việc kia, người ta cũng không có thuê nhiều nữa. Cảm ơn những người mà nhà làm thuê như cô á. Dạ. Thì ví dụ như đánh bắt lưới ghẹ nhiều thì người ta mới thuê mướn gỡ. Dạ. Còn bây giờ đánh bắt ít quá thì người ta đâu có hơi kéo theo á, không có hơi được. Đâu có người ta tới mình đâu. Dạ, người ta gỡ không có đủ nữa. Người ta gỡ không đủ nữa, người ta đâu tới mình đâu. Vậy thành nữ là cứ sinh sống đắp nổi qua ngày này qua ngày nọ. Cái cuộc sống, cái miếng ăn á, nó còn chưa đủ, nó chi là cái nơi ở. Việc sửa những cái ngôi nhà như thế này là một điều phải nói rất là khó. Ở cái xóm này, hiện nay là sống ở trên cái mảnh đất này là mảnh đất đang quy hoạch này kia. Khổ trơn các chỗ nào chứ. Nó nên là nó chia sẻ cho cô bác anh chị để cô bác anh chị có thể hiểu hiểu thêm về một cái màu của bức tranh như vậy. Có khổ hơn ở bên trong này là khổ hơn trong ngoài này. Mình làm này kia được, còn đặc biệt là ông này không có làm khổ. Có người nuôi. Rồi về nhà thì cũng phải có người sửa chứ không làm tự động làm được. Ác dữ đó. Ngày hôm nay á thì anh em của tụi con á có dịp trở về đây. Cứ nghĩ là chỉ có một cái hộ gia đình là của anh Diễm với lại cô Diễm. Anh gì? Anh Hận. Anh Hận với lại chị Diễm. Chị Diễm. Nhưng mà mình lại đây thì mình càng mới thấy là khổ càng nhiều hơn. Không, lúc trước tôi thấy... có chỉ hai chú. Dạ. Nuôi có chỉ là thằng này nó bệnh nè, nó và đi không được. Đến đây thì thay mặt cho anh Vũ, gia đình của anh Vũ và chị thì thợ sắt á ở Thanh Bình Đồng Tháp gửi cho chú 1 triệu để có thể lo thuốc men rồi cơm nước cho chú ha. Tại vì bây giờ chú cũng không có đi làm nên là nữ mọi việc thì ví dụ như đi nhấp cá lóc hay là đi làm gì để nấu cho anh của mình ăn thôi. Cuộc sống thì mỗi người có riêng tư nên là nữ là chú cũng còn con này nữa nên là nữ mình phải thông cảm và thấy hiểu được hoàn cảnh đó thì con gỡ phần này để chú có thể mua thức ăn rồi mua thuốc và men để cho chú này ha. Đây là phần quà của anh Vũ và chị thì là thợ sắt ở Thanh Bình Đồng Tháp. Thanh Bình Đồng Tháp gửi cho mình. Mặt gia đình cảm ơn chị gì? Anh Vũ và chị Thì. Anh Vũ, chị Thì. Dạ. Bao nhiêu đó để cho cô bác của anh chị hiểu thêm. Và anh em thì sẽ cố gắng lan tỏa những cái đoạn clip này. Mong những lượt chia sẻ của cô bác của anh chị á. Những lượt lan tỏa để mọi người có thể hỗ trợ nhau. Xin chào cô bác của anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Và đây là một những cái chiếc thuyền của các ngư dân chuẩn bị chiều hôm nay sẽ ra khơi. Và ngồi cái bên Bùi Hồ đi là anh Nguyên. Anh Nguyên năm nay là bao nhiêu rồi anh Nguyên? Em năm nay 40. Em thấy anh chuẩn bị những cái chiếc ghe chuẩn bị ra khơi. Thì mình đánh bắt từ mấy giờ đến mấy giờ anh Nguyên? Dạ thường thì em từ 6 giờ cho đến 6 giờ sáng. Dạ, cá gì anh Nguyên ha? Thường thường thì cá cũng đủ loại như cá phân, rồi tôm. Dạ. Thì bây giờ đánh bắt ngày thì mỗi một ngày thu nhập là được khoảng bao nhiêu tiền anh Nguyên ha? Nó mình trừ chi phí hết thì mình cũng cần được 600, 500. Cái đó là những ngày trúng thôi đúng không? Dạ.
những cái chiếc ghe nhỏ như thế này thì đánh bắt gần bờ. Dạ, dạ. Còn những cái chiếc ghe xa xa lớn ngoài kia là đánh bắt xa bờ. Dạ. Đánh bắt xa bờ thì lâu vô hơn hả anh Huy? Cũng đi rồi cũng sáng đi rồi cũng chiều vô vậy nè. Sáng đi cũng chiều vô ha. Dạ. Không biết là cái nguồn lợi thì hải sản bây giờ đó, ngư dân còn đánh bắt dễ giống như ngày xưa không anh? Nó cũng khó hơn anh. Khó hơn. Dạ. Khó như thế nào anh có thể kể ngày so sánh với ngày xưa với bây giờ chứ nghe được. Ngày trước thì thường thường là cũng ít ghe này đó. Còn bây giờ thì quá trời nhiều. Nhiều chiếc quá cho nên là mình đánh nó cũng ít. Thu nhập của anh có đủ sống cho cả gia đình của mình không? Không, nếu mà mình làm biển không không đủ anh. Làm biển không không đủ hả? Em còn phải đi chợ rồi mằn ruộng thêm. À, có nghĩa là ngày xưa thì nguồn lợi thủy sản nó nhiều. Ghe tàu nó cũng ít. Và đánh bắt thì nó được nhiều, có thể sống đủ. Dạ. Nhưng mà em thấy 600-700 là cũng nhiều chứ anh? Dạ, vậy chứ mình chi ra trong nhà không đủ. Con rồi, hai đứa con rồi, rồi mình lặt vặt tiền điện rồi này kia trong nhà đó. Nói chung là nó cũng không đủ. À, tụi em thì mới đi gặp một cái xóm lưới, xóm chày. Dạ. Ngay tại Trần Nhân Thời của mình thì thấy một nguyên một cái xóm nó cũng từng đi biển. Và sau này cuộc sống khá là vất vả. Thì em muốn tìm hiểu một đôi nét về không biết nguồn lợi thủy sản nó có còn nhiều giống như ngày xưa hay không, hay là việc đánh bắt nó có thuận lợi giống như ngày xưa hay không á. Em thấy ngư dân mình thời gian gần đây cũng khá vất vả hơn Nguyên hả? Dạ dạ. Trước đây anh có thường đi tàu biển không? Có, thường năm đó em đi câu mực một lần rồi nghỉ luôn tới giờ. Sao nghỉ? Ngày xưa thất quá nè, chẳng nó vô được 27 ngàn. Dạ hả? Dạ. Vô được nhiêu? 27 ngàn. 27 ngàn? Dạ. 27 ngàn đồng hả? Dạ. Mà em đi năm nay chắc cỡ 20 năm, trên 20 năm rồi. À, em nghĩ tới giờ. Vì sao? Thấy nó nguy hiểm quá hay sao? Thấy nó cũng không có thu nhập nhiều đó. Rồi em về tiếp cha làm ruộng với chăn nuôi thêm. Vậy thì sau này anh mới trở lại với cái nghề này thôi. Dạ. Tại vì em cũng ở gần đây nè. Ở gần đây rồi mình ra đây luôn nè. Thì biển im thì mình ra mình làm đó. Ừ. Em nghe nói là mùa này là mùa cá cơm. Dạ đúng. Đánh bắt mấy ngày nay trúng không? Mấy bữa nay cũng dở anh. Dạ. Có mấy bữa trước thì trúng nhiều. À, giờ ngoài kia xa xa đó anh Một Đồng quay cho cô bác anh chị thấy là các ngư dân đang chuẩn bị những cái chiếc tàu ra biển. Và anh Nguyên là một trong những cái tàu đánh bắt gần bờ thôi. Dùng bắt những cá như cá cơm hay là có thể làm kéo guốc đúng không anh? Dạ. Anh Nguyên. Và những cái con cá nhỏ nhỏ thôi. À, tuy nhiên thì thời gian gần đây ngư dân mà bám biển thì không còn nhiều giống như ngày xưa nữa. Và một phần lớn là vì cuộc sống đánh bắt như thế này không còn đủ sống nuôi cho cả gia đình. Nên phần lớn là đi làm công nhân nhiều hơn anh Nguyên. Dạ. Ở đây mình dân của mình ở đây đi làm công ty nhiều không? Cũng nhiều lắm anh. Dạ hả? Dạ. Đi Bình Dương rồi nhiều ha? Dạ Bình Dương. Không có còn bám biển nhiều giống như ngày trước nữa. Dạ. À, anh Nguyên là một trong những cái minh chứng cho cô bác của anh chị thấy rất rõ rằng là nhờ đánh bắt bây giờ nó không còn giống như những thập niên 90 của thế kỷ trước. Cuộc sống nó vất vả hơn. Và bây giờ đa số là người dân họ đi làm công nhân. Mà công nhân thì lương cũng bây giờ cũng bèo bọt lắm. Cuộc sống một cái bức tranh chung là đang rất là khó khăn. Và hôm nay anh em của tụi mình có dịp về Trần Văn Thời này để chia sẻ thước phim của các ngư dân ngay tại đây, cũng như là những hoàn cảnh khó khăn đã từng trước đây đã từng đánh bắt và bám biển như thế nào ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là không làm phiền để cho anh chuẩn bị chiều nay anh ra khơi nữa. À, đánh bắt nữa. Cảm ơn anh Nguyên đã chia sẻ cho em để tụi em hiểu thêm về cái nghề ngư dân của mình ha. Yeah. Và hiểu thêm một trong những cái nghề khá là vất vả, phải lên đến với sông nước nữa. Yeah. Chúc anh luôn có ga vô, có những cái mẻ lưới thật là trúng ha. Dạ. Yeah, yeah. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm ơn. Dạ dạ. Rất thật là hai cô bác anh chị. Và thưa với cô bác anh chị, khi mà các những người ngư dân đánh bắt như thế này, một là bán lại cho những người dân họ phơi, hoặc là đem về để cho gia đình phơi và bán cá cơm để sau đó họ có thể là đi các tỉnh khác. Giá cá cơm cũng khá là rẻ cô bác anh chị, sau khi mà đánh bắt xong đem lên bờ phơi khoảng mấy nắng anh Nguyên? Dạ một nắng là thường thường là vài tiếng hột thôi. Một nắng thôi thì bán 70 ngàn một ký. À, và đó là một trong những cái gọi là làng nghề cá cơm vào thời điểm này ngay tại huyện Trần Văn Thời. Anh Đâm muốn nói gì hả? Anh muốn nói là cá cơm nó tới hai loại ba loại, lần hỏi anh, dạ, anh, đúng. Anh Nguyên đi cho nó rành hơn tí để em nói 70 ngàn cho mua có cái mắc hơn nữa. Nó có ba loại, nhưng một loại thì nó mắc nhất là cá cơm bún nó tới 200 mấy đó. À. Dạ, rồi thường thường là cá cơm cắt đâu cũng 70-80 trăm, rồi còn nhỏ nữa thì cỡ 50-60. 70-80 là bán sỉ nha cô bác anh chị đúng không anh Nguyên? Dạ.
À, cá cơm bún là 200 mấy, có nhiều loại lắm nha, cá thì cũng có nhiều loại. Nên là nữa là cảm ơn anh Đồng đã chia sẻ thông tin, nãy gặp cô trên kia nói có 70.000 ký, có loại 200 mấy ngàn kiên đó. Dạ cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha.